Nhanh nhanh đây. Rồi, để nhanh. Quay lại này. Quay lại sao nữa. Vào wifi nha. Ấn nút hôm này, 1, 2, giữ im. Để cho bật chế độ 1, 2, giữ im. Lên. Đã mà. Đâu lên nhỉ? Ở đây lên này. Phải lên cái chế độ Home Talk Back. Đấy, là chế độ tiếng nói nha. Vuốt. Đấy. Đấy. Ủa. Lực cái lên bảng nào. Lên bảng này này. Đấy, mày lên bảng này mới được này. Rồi cài đặt cái này, giọng nói bích ping. Đấy, lên nhờ. Ấn tiếp hai nút này để tắt đi. Phải ấn ra. Đấy, để tắt. Tắt top bike. Trở ra. Trở ra ngoài. Trở ra ngoài. Bật kết nối Bluetooth lên. Bluetooth. Và đây, bật Bluetooth lên. Thằng vừa vừa tôi này bật vừa tôi lên. Được chưa? Bắt chưa? Tìm đi, nhầm tìm đi. Đây đúng rồi, đi vào đây. Bật vừa tôi nha. Cho hai con giao phối kết hợp. Chưa? Chơi cái gì với nhau xem nào. Hôm nay không được à? Bật lại à? Tắt đi bật lại. Không cho ghép đôi à? Sao, dậy. Sao nó cứ tự nhiên nối như thế này nhỉ? Cái loa này á? Loa em tắt đi, xóa đi. Đây thì ai vào đây? Chắc phải đợi rồi đúng không? Đợi từ từ. Không để anh thử rõ. Muốn nó chính đắc không? Từ từ. Còn đích rồi em thì tôi em tắt lại. Tắt lại bật lại. Bật lại. Đừng kết lối nhá. Để anh thử kết lối xem. Cái này là vào phòng của bạn của ai xin là xin là. Này quay lâu nhỉ. Rồi không dò thấy em nhé. Cái xin đấy để mà bạn đọc xin đấy. Em rồi. Em ăn mực. Nâng ghép hay quả nhỉ? Lâu nhỉ. Đúng là hai thằng Oppo và Samsung là ấy. Sang rồi. Chết mẹ mày. Đây á. Đợi tí. đang nhận tín hiệu. Đấy được rồi, ghép lối. À, gửi sang đi. Đây gọi là truyền vào mục dữ liệu với em. Mục file xong gửi sang. Đây bên này, trình. Đây trình quản lý tên. Tài liệu. Không, không phải tài liệu. Ở cái mục tất cả em. Em trở ra vào mục tất cả. Như chữ. Đây, gửi cái đấy sang. Dí vào đấy em gửi sang. Trở ra, không được. Em trở ra ngoài đi, không được rồi. À đây, di chuyển.
di chuyển thôi, em trả ra ngoài đi, em trả trả lửa ra ngoài đi, vào cái mục đẹp này, trả hắn ra ngoài nữa. Rồi em vào cái nào nhỉ, vào này rồi kéo xuống dưới kéo lửa. Rồi em dí im vào đây, rồi em chia sẻ ấn 33 chấm, rồi chia sẻ đi. Vào tu bên này, bên này chị hai vào đây rồi chấp nhận phát xem ạ, chấp nhận rồi phải rồi đã mở được cái file rồi. Sao lại kia làm được nhỉ? File sang rồi đấy nhỉ, bây giờ mình tìm cách lấy file thôi. Chữ vào đâu nữa nhỉ? Là ứng dụng tài liệu đúng không phá đây là mà ai ai thấy ạ ai vào ơi cài đặt ha cài đặt này mở đây cài đặt bên này chưa. Ok này, bây giờ nhập tài khoản mới.
đăng nhập rồi đấy. Ấy, chắc chắn sẽ được thôi. À, chúng ta gì sẽ lại nào, khởi động lại nào, khởi động lại nào. Này là cái lòng hơn. Lên. Quay camera cũng nhé. Quay camera phải đi được. Em bán chưa? Còn đi quay không? Ai rồi vào rồi. Bỏ quá.
hoàn tất đấy. Đấy nhá, chúc mọi người thành công nhá, chia sẻ nhá, like nhá, có tiền thì bắn nhỏ ít nhá.